Đây mình mua loa bên Thuận nha. Mua loa bên Thuận mới 2 ngày về là đã có dơi rồi. 2 ngày về là dơi nó có vô rồi. Mua loa bên Thuận dơi 2 ngày có dơi về luôn. Nó về thì mới được ít thôi, nhưng mà lúc vậy là hiệu quả lắm rồi. Loa mình loa mua bên Ninh Thuận nha mọi người. Đây cái remote đây. Nói chung là mua bên Ninh Thuận thì anh chị rất là tận tình. Mới đầy 4 ngày thôi là dơi mình về được hơn 3 ký phân rồi nha mọi người. Nói chung là lúc đầu mình ra không kịp, chứ lúc đầu nó ra nhiều lắm. Đó, giờ này là nó ra gần hết rồi đó, đi ăn rồi đó. Đến giờ này là mình bật loa nha, mình bật cho biết đến mình để tới gần sáng luôn nha. Đó, loa Thuận đang kêu tê 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 đó. Đây. Loa bên Thuận đây nha mọi người. Che cái đầu lại. Này đi ăn. Cái này mình hút phân rồi nha. Mình làm cái chuồng dơi này đặng mình bón phân nhà, chứ để mua tốn tiền quá. Đây chuồng dơi của mình đây, dơi đang về nha anh em. Để đi bên kia quay lại cho nó sáng. Nhỏ chuồng em nó xíu à, tự làm luôn á. Thấy cái lỗ đã không, lỗ đó em lên xuống đặng thay lá đó. Làm mới đây mà mua cái tiếng với mua lo bên anh Thuận á. Ở trên mình cũng đi tìm hiểu này kia, mình lên Google, YouTube rồi mình gõ vô tiếng dơi này kia rồi. Rồi cái gặp được anh Thuận. Anh tư vấn nhiệt tình lắm, anh chỉ cái này cái kia rồi. Anh cung cấp cho cái loa với tiếng. Đó, mọi người nghe tách 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 không? Là mình đang bắt tiếng dơi với anh đó. Đang gọi nó về. Nó mới nhanh vậy chứ lạ mà để không nó biết nào. Đấy, mừng lắm mọi người. Mới đây mà. Đấy. Chơi về bữa nay bão hay gì đâu mà giờ mà vậy có thui. Mấy tiếng dời ở bên anh Thuận dưới lò đồ của anh độ ngặt lắm, xài rất hiệu quả, không có nhiều tiền nha. Đây mình đang bắt tiếng dời, đây là cái remote nè, remote của mình. À, nó quay cái remote này sao tới thui đó. Trong nhà mình điều khiển bắt đứng qua lại lớn nhỏ lặp lại rồi đủ thứ. Đến hồi mình sáng sáng khi mình leo mình lấy cái lò xuống cho mọi người coi nha. Vừa quay cảnh chơi về đi. Nó về cũng lâu lắm. Chứ sáng nãy về khoảng 20 phút mới hết. Nó rút gì thấy không? Cái tiếng dơi mình bắt nó rút xa lắm.
nè, nó rút về nè, thấy không? Đó, đó, vô. À. Nè, nó rút dữ lắm, cái tiếng này nó rút lắm. Đó, 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 vô đó. Để em lấy cái lò xuống cho mọi người xem nha. Để em để điện thoại xuống đây một xíu nha. Đợi em 2 phút. Đây, đây là cái lò này. Cái lò này em thử nè, rất là gọn nhẹ. Pin hát một ngày luôn, chắc được 8-9 tiếng đồng hồ chứ không ít. Đây, mình xài nè, mình ở trong nhà mình điều khiển. Cái đồ nhất thiết thấy rồi nè. Nè, đang hát này thấy không? Nè. Nè, em bấm đứng lại nè. Không quên bật công tắc. Nè, rồi, im. Phát. Đấy. Nó nhiều tiếng lắm nha anh em, mà tại em xóa bớt, em chừa một tiếng một à, tại vì em gắn chung với cái thẻ nhớ mà em đi bẫy chim á, cu vằn cu lép đồ hôm bữa sợ quên nhấn nút lặp lại nè, lúc này là lúc lặp lại, quên nhấn nữa đi em hén nó cu chim gì nó kêu hén banh cái chuồng dơi luôn, cho nên em sợ vậy, em giờ em còn có một tiếng nè, em để nè, chừng nào tiếng này không hiệu quả nữa mới lấy tiếng khác đấy, vậy đấy này lớn nhỏ nè. Nè, nhỏ xíu luôn. Nè, lớn lên nè. Nè, thấy không? Em bấm cái thấy không? Nè. Nè, nè. Âm lượng đó. Thấy không? Được rồi, người. Mưa lâm râm luôn rồi. Nè. Sáng sớm mưa rồi. Tranh thủ vô hốt vào cái phần để giả. Thôi. Nghe mọi người để mình lại đây, em quay cái phần của em cua dời cái cho mọi người coi sáng cái nè, cũng vô cũng được. Ồ, có con dơi quạ hay gì nó bự trời. Ồ, con dơi này phải đuổi nó đi rồi nó đậu vô luôn rồi, con quỷ đó, phần của em mọi người. Hôm mới nãy giờ hôm giờ nó ỉa được trên đây nè, ngày cá ký á, đây tới trưa em lên hốt đêm phơi là cá ký á đó, thấy chưa mọi người, rất là tốt. Phân mình làm chuồng mình ở nhà dày ra bón cây luôn, đỡ tốn tiền. Thôi chào cả nhà nha. Thôi lời nói sau cùng cũng cảm ơn Thuận nhiều nha anh Thuận. Rồi Nhân cũng xin kính chào mọi người, chào anh Thuận nha. Thì hôm nay Nhân ra chuồng dơi của Nhân, thì Nhân có mua một cái máy ở đây thì gọi là túc dơi ở bên ở trên YouTube bên kênh Săn Bẫy của anh Thuận á. Thì dơi nó về khá là ổn rồi anh Thuận ơi. Đây anh Thuận thấy một tuần mà về được nhiều như vậy là quý lắm rồi anh Thuận ơi, rất là đạt luôn anh Thuận ơi. Này thì Nhân để từ sáng đến giờ thì nó khô nha mọi người, không có gì nha. Đây thì giờ này thì 6:15 rồi, thì dơi nó cũng sắp ra rồi. Thì Nhân có đem cái máy của anh Thuận ra đây nè, Nhân thấy giới thiệu cho mọi người xem. Thì đây là cái đề mệt mình chỉnh tới lui hoặc lớn nhỏ hay tùy theo cái bài. Thì máy của anh Thuận thì hoạt động rất là êm luôn, hoạt động nếu mà liên tục thì 10 tiếng à, Nhân cũng có thử rồi. Đây Nhân mở lên cho mọi người xem. Này mọi người nhìn kỹ trên này nha, nếu mà Nhân bấm số là nó sẽ có tới lui đó. Nó tìa bài này, bài thứ nhất nè, bài thứ hai nè, bài thứ ba nè, bài thứ tư nè, bài thứ năm nè. Đó thì mọi người hãy mua ủng hộ giúp anh Thuận, bấm vào kênh Săn Bẫy ủng hộ anh Thuận nha.
Thì giờ này chắc cũng gần 6 giờ rưỡi rồi, dơi nó cũng sắp ra mọi người. Thì chuồng dơi là nó chiều dài chiều cao là nó tầm khoảng 9 đến 10 mét. Còn bề dài bề ngang của nhân thì bề ngang thì chân đó thì chân qua đó thì nó chân ở dưới mình thì mình làm cho nó rộng. Thì ở trên thì mình làm cho nhỏ lên, cũng như cái tâm thì dơi nó hạ xuống thì nó rộng thì dơi nó dễ đi ra. Giờ cũng dơi sắp ra rồi, chút dơi ra nhân quay tiếp cho mọi người xem nha. Đây dơi ra mọi người. Đây. Giờ nó ra mọi người thấy là nó đảo. Đó. Nó ra từ từ chứ nó không ra nhanh. Ra vô rất là nhanh luôn. Nó bay ra thì nó đáp với con mũi thì nó vô rồi. Đó, mọi người thấy. Nếu mà mình muốn dơi nó dày mau á thì mọi người treo máy của anh Thuận á là tầm khoảng 4 giờ sáng là lúc mà con dơi nó ăn rồi nó về ngủ nha mọi người. Đấy thì nó bay cũng khá là đông. Gần lại gần cho mọi người dễ thấy. Đấy thì nó không có ngại mình đâu. Thì mình cứ gần gần nó là nó đáp trúng mặt mình nè. Đó thì nó tuôn xuống thì nó rất là nhiều luôn. Một tuần mà được nhiều vậy là mừng lắm rồi Thuận ơi. Thì cũng cảm ơn Thuận nhiều nha. Đấy mọi người thấy. Đây thì ở ngoài trời thì nó bay hơi xa thì mọi người thấy không rõ chứ nó như vậy là cũng mừng lắm rồi. Đây. Đó, nó ra vô rất là mau luôn. Rồi mọi người nhớ chủ, nếu mà có ai có làm chuồng dơi thì mình cứ chú ý là mình phát quang xung quanh nha. Mình đừng để cho nó có cỏ hay nhiều nha. Vì gắn nó lên là dơi nó đi liền mọi người. Thì bên đó thì có trồng tràm thì đất của người ta thì mình không nói được. Nhưng mà vòng vòng đây thì nhân thì làm sạch rồi. Đó thì cái chòi đó thì nhân lá dự trù. Ấy nó ra chưa hết đâu mọi người, nó ra còn lai gai, nó còn rung lá cho nên rất là nhiều. Nhưng mà như vậy là giờ này là tầm khoảng 6:20, thì hôm qua thì có 6:30, hôm qua mình ra đây thì 6:30 nó mới ra đi ăn. Này nó đi ăn nó không có ở đây đâu, nó cứ ăn xa lắm. Nếu mà dơi nó đã về rồi thì mọi người cứ yên tâm không sợ dơi đi nha. Chỉ có sợ là gắn lên thì nó mới đi thôi. Chứ có một cái là ở đây thì nó có con chim thầy bói. Ở đây người ta gọi là con bù cắt á, là nó chuyên ra là nó lại đảo đớp con dơi này nè. Mọi người cứ nên cẩn thận nó. Thì nó rất là nhanh luôn, dơi nó cũng dơi không làm không lại đâu. Nếu mà nó chịu gượt dơi rồi thì chắc chắn con dơi nó phải chết. Nên mình hồi nãy mình cũng có đem một cái ná theo để mình coi có nó thì bắn. Hôm qua mình có bắn trúng một con, bắn trúng nó kêu rồi, nhưng mà mình không có, tối quá mình không có kiếm nó nên là thôi mình quyết định bỏ nó vô. Nói ra thì vậy không hết mau đâu, nó cứ gà lại gà vậy đó mọi người. Chứ nó nếu mà nó gà nhiều quá là nó tuôn một cái là nó đụng cột là beng luôn thì nó đau, nó không có gà nhiều. Rồi video thì cũng hơi dài, xin kết thúc.
Thì cuối video thì Nhân cũng xin cảm ơn Thuận rất là nhiều. Mọi người nhớ đăng ký vào kênh Săn Bẫy của anh Thuận nha. Thì cuối video thì Nhân cũng xin chú cảm ơn Thuận. Thì chúc anh Thuận dồi dào sức khỏe và mua bán đất anh Thuận ơi. Rồi nếu mọi người thấy hay thì anh Thuận có chia sẻ, mọi người thấy hay thì like và chia sẻ giúp anh Thuận nha. Rồi Nhân xin chào mọi người. Chào anh Thuận luôn nha anh Thuận ơi.